Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay chúng tôi, những người thuộc công ty kiến trúc Kisato gồm tôi và anh Trung, thì chúng tôi có chuyến công tác xuống thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để thiết kế một ngôi nhà cho một vị gia chủ tại đây. Thì mời các bạn cùng chúng tôi đến xem con đường tới nơi đây như thế nào cùng với quá trình khảo sát của công ty chúng tôi. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi chúng tôi nhé. Đây là cái con đường đi vào khu vực nhà gia chủ. Đây là một xã thôi, một xã Kim Sơn. Nghe giống huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình quá. Thuộc huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy xung quanh của huyện Gia Lâm. Đây cũng... đây các bạn nhìn thấy khu vực này thì nó cũng bình thường thôi, giống như một cái thị trấn hoặc là một cái xã của các nơi khác thôi. Hà Nội thì đây gọi là Hà Nội mở rộng thôi mà. Các bạn nhìn thấy khu vực xung quanh, đường xá cũng bình thường, nói chung là cũng gọi được. Đây đang là Bồ Xùi. Đây các bạn nhìn thấy cung đường đi cũng khá là đẹp. Xung quanh thì vẫn còn khá nhiều đất trống. Thì hôm nay trời do thời tiết có chuẩn bị bão nên không trời ở Hà Nội cũng rất là đẹp, không còn nắng chang chang như ngày hôm qua, cũng không lạnh lắm. Đang có tí mưa bụi, gió bay. Rồi, thì mời các bạn cùng theo dõi khi chúng tôi đến nhà của gia chủ nhé. Đây là cái con đường đi vào khu vực nhà gia chủ. Đây là một xã thôi, một xã Kim Sơn. Nghe giống huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình quá. Thuộc huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy xung quanh của huyện Gia Lâm. Đây cũng... đây các bạn nhìn thấy khu vực này thì nó cũng bình thường thôi, giống như một cái thị trấn hoặc là một cái xã của các nơi khác thôi. Hà Nội thì đây gọi là Hà Nội mở rộng thôi mà. Các bạn nhìn thấy khu vực xung quanh, đường xá cũng bình thường, nói chung là cũng gọi được. Đang là Bồ Xùi. Đây các bạn nhìn thấy cung đường đi cũng khá là đẹp. Xung quanh thì vẫn còn khá nhiều đất trống. Thì hôm nay trời do thời tiết có chuẩn bị bão nên không trời ở Hà Nội cũng rất là đẹp, không còn nắng chang chang như ngày hôm qua, cũng không lạnh lắm. Đây. Đang có tí mưa bụi, gió bay. Rồi thì mời các bạn cùng theo dõi khi chúng tôi đến nhà của gia chủ nhé. Vâng, và cuối cùng chúng tôi đã đến được nhà gia chủ sinh năm 1980 tại thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thì đây là khuôn viên hiện trạng bên xung quanh khu đất nhà anh. Thì nhà anh đang có một ngôi nhà cấp 4 hiện trạng và anh muốn xây dựng một ngôi nhà mới là ngôi nhà vườn mái Thái với 1,5 tầng, nghĩa là có gác lửng ạ. Đây là khuôn viên bên trong khu đất nhà anh, ở bên cạnh sẽ là nhà họ hàng nhà anh. Ở khuôn viên nhà anh hiện tại anh muốn xây dựng một ngôi nhà theo hướng chính là hướng Tây hoặc Tây Bắc. Đấy, đây là khuôn viên xung quanh. Thì với khuôn viên khổ đất nhà anh chiều rộng là 15m9. Còn với chiều sâu thì dài theo hướng màn hình của các bạn đang nhìn thì từ vị trí này đến ao là 17m. Thì anh muốn xây dựng cách cái phía cuối nhà này đối diện với hướng Tây Bắc ấy, từ 1 đến 2m. Và khu vực cách khu vực phía bên tay trái nhà là từ nửa mét đến 1m. Và khu vực bể phốt cùng với giếng cùng với bể nước lọc là để phía bên ngoài. Hệ thống cấp điện
Hệ thống cấp điện là phía bên trái nhà, phía bên sau. Đây các bạn nhìn thấy cột điện này. Tôi đây còn cho các bạn nhìn được những cái vị trí xung quanh. Đây khu vực này là có hơi dài hơn tí. Đất bị chéo đấy. Khu vực đất này là bị chéo hơn, chéo vát hơn. Đây là khu vực phía bên cạnh. Rồi. Nhà anh hiện tại vẫn đi vị trí cổng là vị trí phía bên này, là phía bên sau nhà, phía bên tay phải đấy. Đây là khu vực phía đằng trước. Và phía trước có một cái ao rất là đẹp. Đây là khu vực vị trí phía con ao nha anh. Đấy. Thì tương lai mặt tiền sẽ quay hướng ra đây, rất là đẹp từ phía đằng trước. Khu vực này là đã thuộc thành phố Hà Nội đấy. Thì mời các bạn cùng theo dõi chúng tôi bay flycam để nhìn rõ hơn khuôn viên của khu đất. Ở đây sau khi về đến thôn Giao Tất A thì chúng tôi đã phải mời gia chủ đi ra đón. Thì gia chủ sợ chúng tôi không biết đường nên là đi ra tận đến nơi cổng thôn luôn đón chúng tôi. Và phía trước là gia chủ. Thì xung quanh đây thì nhìn vẫn khá nhiều nhà to đấy, nhưng mà thực ra thì nhìn rất bình thường. Đây chỗ đỗ xe đây, và mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé.